Thầy xin chào các em học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu. Thầy là thầy Trần Minh Thầy, giáo viên trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu. Nhằm đảm bảo kiến thức và tiếp tục cái chương trình học lớp 8 thì chúng ta sẽ tiếp tục học các chương trình trên cái học trực tuyến qua VNEDU. Thì chúng ta đã biết rồi thì cái phần học cái chương 2 ta đã học về cái phần tích của các hình đa giác. Thì hôm nay chúng ta sang cái chương 3, đó là chương nói về tam giác đồng dạng. Thì để đi đến những cái kiến thức nói về tam giác đồng dạng thì chúng ta sẽ xin giới thiệu hai cái hình như sau nhé em. Thì em quan sát hai cái hình vẽ dưới thì chúng ta thấy một điều là hình này nó có hình dạng giống nhau. Thì nữa tam giác đồng dạng nó cũng có hình dạng kiểu giống vậy em nha. Thì đầu tiên chúng ta đi vào cái bài học thứ nhất của cái chương 3 tam giác đồng dạng này, đó là chúng ta đi vào nghiên cứu cái bài định lý Thales trong tam giác. Rồi chúng ta coi định lý Thales này nó có gì hay và nó áp dụng làm bài tập như thế nào. Thì anh em xin mời anh em đi vào bài học. Đầu tiên chúng ta đi đến phần nội dung thứ nhất của bài, đó là tỷ số của hai đồng thẳng. Vậy tỷ số của hai đồng thẳng là gì? Thì tỷ số của hai đồng thẳng nó giống như tỷ số của hai số mà chúng ta đã học từ năm lớp 6. Rồi bây giờ thầy có chấm hỏi một như sau. Thầy cho đồng thẳng AB bằng 3 cm, đồng thẳng CG bằng 5 cm. Vậy thầy sẽ đi tính cái tỷ số của đồng thẳng AB và CD. Thì chúng ta ghi là AB bằng CD. Thì chúng ta tính như sau. Chúng ta cứ việc thay cái đồng thẳng AB bằng 3, đồng thẳng CD bằng 5. Thì chúng ta có tỷ số của AB CD là 3 bằng 5. Rồi vậy thầy đã tính xong cái tỷ số của hai đồng thẳng AB và CD. Bây giờ thầy có cái gì tiếp theo? Thầy có đồng thẳng EF bằng 4 dm, đồng thẳng M là 7 dm. Thì chúng ta sẽ tính tỷ số của đồng thẳng EF và MN. Thì các em sẽ cùng làm với thầy. Thầy sẽ cho các em trong vòng 15 giây để mấy em làm với thầy. Rồi, mấy em tính ra kết quả ha. Rồi, thầy xin chiếu kết quả như sau. Rồi, EF bằng 4 và MN bằng 7. Thì chúng ta có tỷ số của F và MN là 4/7. Vậy thầy có định nghĩa tỷ số của hai đồng thẳng như sau. Tỷ số của hai đồng thẳng là tỷ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo. Tỷ số của đồng thẳng AB và CD sẽ được ký hiệu là AB phần CD. Thầy có ví dụ một như sau. Nếu thì có AB bằng 300 cm, đoạn thẳng CD bằng 400 cm, thì tỷ số của AB và CD nó sẽ là bao nhiêu? Thì chúng ta sẽ tính, chúng ta sẽ có bằng 300 bằng 400. Thì này là một cái phân số, chúng ta có thể rút gọn tử và mẫu cho 100. Chúng ta được kết quả là 3/4. Vậy qua đây chúng ta thấy rõ ràng là tỷ số của hai đoạn thẳng nó không phụ thuộc vào đơn vị đo. Vậy tương tự, nếu thầy có đồng thẳng AB bằng 3 m, đồng thẳng CD bằng 4 m, thì chúng ta cũng có tỷ số của AB và CD là 3/4. Vậy chúng ta có chú ý tỷ số của hai đồng thẳng không phụ thuộc vào cách chọn đơn vị đo. Nhưng mà thầy lưu ý một điều cho các em nhé. Thì tuy không phụ thuộc vào đơn vị đo, nhưng mà khi chúng ta tính tỷ số của hai đồng thẳng thì nó phải cùng một đơn vị ha. Vậy những gặp những bài nào mà nó chưa cùng đơn vị thì chúng ta phải đổi cho đồng thẳng nó ra cùng đơn vị thì chúng ta mới tính được ha các em ha. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào cái phần nội dung thứ hai của bài, đó là đoạn thẳng tỷ lệ. Đoạn thẳng tỷ lệ là như thế nào thì chúng ta sẽ nghiên cứu cái chấm hỏi 2. Thầy cho 4 đoạn thẳng AB, CD, A', B', C', D' như hình vẽ 2 ở bên.
bên phải. Rồi bây giờ nhiệm vụ là chúng ta sẽ so sánh các tỉ số AB bằng CD và A'B' bằng C'D'. Thì để so sánh hai cái tỉ số AB và CD với A'B' và C'D' thì chúng ta phải đi tính từng cái tỉ số một. Thì chúng ta thấy nhìn vào cái hình vẽ bên, chúng ta thấy độ thẳng tỉ số của AB và CD thì rất là dễ tính. Thì chúng ta thấy AB là 2 và CD là 3 phần, thì chúng ta có kết quả là tỉ số này là 2 phần 3. Còn tỉ số A'B' và tỉ số C'D' cũng tương tự vậy, rất dễ tính. A'B' thì 4 phần, C'D' thì 6 phần, chúng ta được 4 phần 6. 4 phần 6 này chúng ta cũng gọn được các em, cũng gọn được ra kết quả là 2 phần 3. Thì bên đây cũng 2 phần 3, A'B' bằng C'D' bằng 2 phần 3, ABCD cũng bằng 2 phần 3. Vậy chúng ta sẽ có cái tỉ số, chúng ta sẽ có hai tỉ số này nó bằng nhau. Thì qua đây thầy từ cái hai tỉ số bằng nhau này thì có cái đoạn thẳng tỷ lệ, thì thầy có đoạn thẳng AB và CD nó sẽ là tỷ lệ với đoạn thẳng A'B' và C'D'. Qua đây chúng ta có định nghĩa được phân biệt như sau: hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỷ lệ với hai đoạn thẳng A'B' và C'D'. Nếu ta có tỷ lệ tích thì cái tỷ lệ tích thì nó giống như cái kết quả mà chúng ta đã thực hiện ở trên, đó là AB bằng CD bằng A'B' bằng C'D'. Hay ngoài ra chúng ta còn có cách ghi khác các em, đó là chúng ta có thể ghi là AB và CD cùng nằm phía trên đó các em. AB thì tương ứng là A'B' bằng với CD bằng C'D'. Giờ chúng ta sang nội dung thứ ba, và đây là nội dung chính, bài định lý Thales trong tam giác. Thầy để đi vào định lý Thales thì thầy trò cùng nghiên cứu trong bài ba như sau: vẽ tam giác ABC trên giấy kẻ học sinh như trên hình 3, những đường thẳng A song song với cạnh BC, cắt hai cạnh AB và AC theo thứ tự tại B' và C'. Đường thẳng A định ra trên cạnh AB ba đoạn thẳng A'B', B'B và AB, và định ra trên cạnh AC. Mấy em lưu ý cho cạnh AC ha. Thì chúng ta thấy có ba đoạn thẳng, đó là AC', C'C và đoạn thẳng AC. Giờ đề bài đặt ra cho chúng ta yêu cầu là so sánh các tỉ số A'B' bằng AB và A'C' bằng AC. Rồi câu B thì chúng ta sẽ so sánh A'B' bằng B'B và A'C' bằng C'C. Câu C là chúng ta so sánh tỉ số B'B và AB với C'C và AC. Thì giống như cái đoạn thẳng tỷ lệ ở trên, để đi so sánh các tỉ số này chúng ta sẽ đi tính từng cái tỉ số một. Giờ men đi tính rồi men so sánh cho thầy nha. Cái việc học này thì men cố gắng, chúng ta vừa học, chúng ta vừa kết hợp với sách, rồi với nháp ha. Rồi trong cái những cái chấm hỏi mà cần ở thời gian thì men cố gắng men tự làm hay mang mang. Rồi bây giờ thầy chúng ta sẽ cho ra kết quả cho em. Thì rất dễ thấy, chúng ta thấy A'B' bằng AB thì nó A'B' bằng AC, nó sẽ bằng với A'C' bằng AC và nó bằng là 5/8. Thì chúng ta thấy nhìn lên hình, chúng ta thấy A'B' là nó 5 phần, còn từ AB nó chiếm 8 phần của đoạn AB, còn A'C' chiếm 5 phần của cạnh AC bên đây, và AC thì chúng ta thấy nó 8 phần. Tương tự thì chúng ta cũng được kết quả của cái câu B, hai cái tỉ số này bằng nhau, nó cũng bằng 5/3. Rồi tương tự câu C thì chúng ta có hai tỉ số này cũng bằng nhau, và bằng 3/8.
Thì qua cái phần làm bên sóng online này thì chúng ta thấy được một cái điều, đó là các đoạn thẳng trên hai cạnh này nó tương ứng tỉnh lệ với nhau ha. Vậy đây cũng chính là cái độ dung Thales. Vậy định lý Thales như thế nào thì chúng ta nghiên cứu định lý Thales ha. Rồi, và định lý này chúng ta thừa nhận nó không chứng minh nha mấy em. Rồi, thầy đọc xin đọc định lý Thales. Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và các hai cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ. Giờ tương ứng tỷ lệ như thế nào? Thì cái định lý này là phát biểu bằng lời. Vì khi làm bài tập thì chúng ta phải định lý cần phải biết dạng giả thiết kết luận và phải có hình vẽ thì chúng ta mới làm bài được. Thì thầy có giải thích như sau. Nếu chúng ta có một cái tam giác ABC mà chúng ta có cái đoạn B phẩy C phẩy nó song song với cạnh BC của tam giác ABC và cái đoạn B phẩy C phẩy này nó cắt các cái cạnh AB tại B phẩy, các cái cạnh AC tại C phẩy thì nó sẽ định ra trên hai cạnh đó là cạnh AB và cạnh AC những đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ, thì chúng ta sẽ có được rất nhiều cái tương ứng tỷ lệ. Để đây thầy có nêu ra ba cái tương ứng tỷ lệ tượng trưng nha. Ví dụ chúng ta thấy AB phẩy thì tương ứng với AC phẩy. AB phẩy tương ứng với AC phẩy, còn AB thì chúng ta thấy tương ứng với AC, còn B phẩy C phẩy, B phẩy B thì tương ứng với là C phẩy C. Rồi tiếp theo nha các em. Rồi vậy định lý Thales này sẽ được vận dụng giải bài như thế nào? Thì thầy và các em cùng nghiên cứu ở ví dụ 2. Ví dụ 2 này cũng sẽ chúng qua có giải. Trên đây thầy cũng xin nêu. Thì cái điều quan trọng nhất thì mấy em nhìn lên cái giả thiết của định lý Thales ở trên đó mấy em. Thì để định lý Thales này được sử dụng thì yêu cầu một điều là phải có cái đoạn thẳng song song với cạnh của tam giác. Thì mình nhìn vào hình 4 em thì mấy em thấy đề bài cho chúng ta cái hình. Dưới hình thì chúng ta thấy còn cho thêm một điều mà thầy có cho rõ đây. Đó là cái MN đó mấy em. Nó song song với cạnh EF của tam giác DEF. Vậy thì chúng ta sẽ làm thế nào? Thì đã có song song rồi thì giống như định lý ở trên quá hợp lý, chúng ta xài những cái led vô hôm nay ha. Rồi cách trình bày như sau. Rồi vì chúng ta có MN song song với F theo định lý Thales bài toán. Rồi ta có điều gì ha? Thì chúng ta thấy DM bên hình vuông hình DM này thì nó sẽ DM bằng ME, đó là trên cạnh DE đó em ha. Thì tương ứng với đây là sẽ gì, là gì DM thì tương ứng với nó sẽ là DN, còn EM thì tương ứng với nó là NF. Rồi bây giờ chúng ta đã ghi ra được cái đoạn thẳng tỷ lệ rồi. Tiếp theo nhiệm vụ chúng ta nó chỉ khai số được thôi. Rồi, chúng ta quan sát DM thì bằng 3,5. Còn ME là chữ S chúng ta đang đi tìm. DN là 4, còn NF là 2. Rồi vậy chúng ta có một cái tỷ lệ thức. Chưa sau khi thấy số rồi thì nó trở thành tỷ lệ thức rồi ha. Tỷ lệ thức này chúng ta đã học từ năm lớp 7 rồi ha. Trong tỷ lệ thức này thì thầy gọi chung đi ha. Tìm một thành phần mà chúng ta đã có ba thành phần rồi, đó là 6,5, 4 và 2. Thì thầy có tô màu nè em ha, em thấy 6,5 với 2 nó nằm chéo nhau ha. Thì để tìm x này thì chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta sẽ có x, chúng ta lấy 6,5 chúng ta nhân 2, sau đó chúng ta chia ngược lại cho 4, chúng ta ra kết quả x là 3,25. Là bài ví dụ 2 này thầy đã thực hiện xong. Tiếp theo thầy có chấm hỏi 4. Rồi trong hỏi 4 thì thầy có hai bài, đó là hình thứ nhất hình A và hình thứ hai hình B. Thì hai bài này thì định
đường giải như sau. Thì ta có câu A, thì ta có cái men thấy hình A này có cho song song là từ thằng A song song với BC theo định lý Thales thì chúng ta có được điều này. Và cuối cùng chúng ta giải quyết ra bằng 2 căn 3. Còn hình B thì sao men? Hình B thì men quan sát hình B, dưới hình B là men quan sát dưới nó, người ta không có cho song song. Men kết hợp sách giáo khoa với thầy nhé men, người ta không có cho một song song. Vậy để giải bài này thì sao? Thì chúng ta phải đi chứng minh nó song song. Thì chúng ta sẽ liên hệ tới kiến thức trong lớp 7, đó là quan hệ từ vuông góc đến song song. Chúng ta lấy DE vuông góc với AC, BA cũng vuông góc với AC, do đó DE và AB song song với nhau. Mà có song song thì chúng ta sẽ xài được định lý Thales. Thì theo định lý Thales, bên hình B này thì chúng ta có CD bằng CB bằng CE bằng CA, rồi thế số chứng minh cái gì trên. Rồi chúng ta sẽ làm tìm ra được biết. Mềm nghiên cứu bài giải ở chấm mở 4 thì giùm em. Rồi thầy sang nội dung tiếp theo. Thầy có bài tập như sau. Bài thứ nhất, viết tỷ số của các cặp đoạn thẳng có độ dài như hình. Thì đối với cái bài học mà số 1 thì em nói về lý lép, thì bài này em cố gắng cho thầy nhớ hai kiến thức, đó là tỷ số của hai đoạn thẳng và kiến thức thứ hai đó là định lý Thales. Và một thứ ba chúng ta vừa làm thì chúng ta cố gắng nhớ cái cách trình bày của cái bài giải mà tìm biết. Rồi chúng ta đi vào phần bài tập số 1. Viết tỷ số của các cặp đoạn thẳng có độ dài như hình. Thì thầy sẽ cho em 30 giây để các em thực hiện bài nhé. Rồi, rồi chúng ta làm nha em. Rồi ở câu A này thì quá dễ em ha. Rồi, tỷ số của AB và CD được sẽ là AB phần CD bằng 5 phần 15 và bằng 3. Rồi, tỷ số của hai đoạn thẳng EF và GH. Chúng ta thấy một điều là cái đoạn thẳng EF là bằng 48 cm, còn đoạn thẳng kia GH là 16 dm. Sau quan sát một điều là thấy hai cái đoạn thẳng này chưa cho cùng đơn vị, do đó chúng ta phải đổi nó ra cùng đơn vị. Thì để cho dễ thì thầy đổi GH 16 dm nó bằng 160 cm. Thì cái tỷ số của F GH này thì coi như đấy là một cái bài tập ha. Rồi em sẽ làm cho em ha. Rồi thầy sẽ không sửa đây ha. Thầy không sửa đây, thầy con A thì sửa, con B em làm ha. Rồi em nhớ cái phần bài tập đó qua cho thầy ha. Rồi thầy có bài tập số 2, tìm biết trong hình vẽ sau. Ở đây thầy có hai hình, hình thứ nhất hình A, hình thứ hai là hình B. Thì thực chất bài 2 này là bài tập số 5 trong sách giáo khoa của mình đó em ha. Là bài tập số 5 trong sách giáo khoa trang 59 ha. Thì bài A thì em quan sát một điều là người ta có cho dưới hình vẽ bài A, người ta có cho MN song song với BC. Có cho song song rồi thì chúng ta có thể xài được định lý Thales để tìm đường dài x. Nhưng mà em thấy x nó là MB mà tương ứng với nó là gì mấy em? NC. Nhưng mà NC thì nó sao? Nó chưa có đường dài.
Thì do đó để giải được bài này thì chúng ta phải tìm NC trước. Rồi xin lỗi, tìm NC trước. Chúng ta tìm NC. Thì NC quá dễ tìm nha anh em. Chúng ta lấy 8,5 trừ cho 5 chúng ta ra được chọn NC. Có NC rồi mình bắt đầu xài Mixtalet để ra kết quả cho anh em. Rồi thầy cũng cho anh em 15 giây ha. 1 phút đi ha, 1 phút đi để các em làm tình hết. Bài lúc bài giải nhé, không biết em có đúng hay không nhé. Rồi đầu tiên chúng ta tìm mình đàn C. Đàn C bằng AC bằng 3,5. Cách trình bày giống như trên, có đàn C rồi. Vậy muốn tìm biết thì chúng ta chỉ xài đàn biết thôi. Vì em mà song song với BC nên theo định lý Thales ta có AM. Mem kết hợp trên vẽ cho em AM phần MB, đó là cái đoạn cái các đoạn thẳng nằm bên cạnh AB tương ứng với các đoạn thẳng nằm bên AC, cạnh AC sẽ là gì? AN phần NC. Rồi chúng ta thay số 4 phần nghĩa sẽ bằng 5 phần 3,5, thì chúng ta thấy 4 với 3,5 nó nằm chéo nhau. Chúng ta lấy 4 nhân 3,5 thì 5 nó sẽ ra 2,8. Thì đối với cái hình B ở bài 2 này nó tương tự như cái câu A, do đó các em sẽ tự thực hiện tương tự câu A, nghiên cứu bài giải của câu A, ta làm cái câu B, hay câu B thì tương tự gì? Vậy tương tự câu B thì để tìm biết thì em nên tìm QF trước ha, thầy chỉ dẫn tôi nên tìm QF trước. Thì cái bằng bài đến đây là xong, thì trên cơ sở thì em có thể tìm hiểu thêm về cái nhà toán học Thales ha. Đây là một nhà toán học rất là vĩ đại của Hy Lạp cổ đại. Bây giờ mấy em sẽ tự học tiếp tục như sau. Thì mấy em xem là cái nội dung của internet, xem là cái cách bài để giải một bài tập tìm độ dài độ thẳng trên một cạnh của tam giác. Rồi tiếp theo em sẽ làm bài tập tiếp theo, đó là bài B hay B mà thầy đã cho trên, và chúng ta sẽ làm thêm bài tập 3 tìm hết tiếp trên hình vẽ tiếp. Là thầy cho đây là em N song song với BC em ha. Rồi chúng ta có hình vẽ sao, chúng ta có bài N song song BC rồi thì cái hình vẽ này quá dễ ha, quá dễ. Chúng ta rút nhiều xài giống như thế là mở cái bài cuối cùng ha, thì nó sẽ ra được kết quả chính thôi ha. Rồi thì tiếp theo em sẽ xem kỹ là các bài tập tiếp sau ta học bài lý Thales đảo và hệ quả của lý Thales. Rồi bài dạy của